em Phong giới thiệu cho mọi người một cái Dorama. Đô này thì là size nữ nha mọi người. Thì nó sẽ có size từ 36, 36,5, 38, 38,5, 39. Để khá là Phong đọc lại nhé. 36 2/3, 38, 38 2/3, 39 1/3, 40, 41 1/3. Đô này hiện Phong bán với giá là 80.000 đó mọi người. Mọi người xem xét thử nha, ủng hộ Phong nha. Đôi này thì nó mắc hơn cái đôi một xíu, nó có nữ, không có hai màu, màu trắng này thì nó rẻ hơn chút nè. Màu trắng này thì giá là 700, giá 700, còn màu đen thì nó mắc hơn, tại vì màu đen thường là những cái màu cơ bản mọi người bán được hơn, với lại là phần cái màu đó nó được lựa chọn nhiều, cho nên thành ra là thường là nó mắc hơn thôi, nhưng mà về cái dòng nó cũng là Dorama mọi người. Nó chỉ có vậy thôi, mình cũng bán mình cũng nói thiệt, nó chịu màu sắc nó cũng quan trọng lắm, vì khi màu sắc nó cũng thay đổi nhiều cái giá thành lắm. Rồi ở đâu này thì các bạn mua để mang đi tập nè, đi làm đi học thì nó cũng trung tính, nó cũng dễ mang ha. Đó, màu đen. Rồi đâu này Phong nhắc lại nha, đâu này Phong bán với giá là 800.000. Hy vọng các bạn yêu quý ủng hộ Phong nha. Phong cảm ơn các bạn rất là nhiều.